Nó là xe 2007, đấy, biển số 93 của Bình Phước. Giấy tờ bao rút hồ sơ từ nhà đầy đủ hết. Con này nó lên cái gì ta? Chả biết cái cục này cục gì. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Hôm nay thì mình lại quay cái lô mô tô về muộn nha. Thì anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mình tham khảo anh em. Địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay thì có về CVR 1000 nữa ha. Tí nữa mình quay cho anh em. Rồi nhiều dòng xe lắm á. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phong, số trợ giới thiệu của mình xin Phong. Xin chào tất cả anh em. Mình với Việt sẽ giới thiệu trước vài con mới về trước nha. Ok. Con đầu tiên này đi. Con này Ninja 4 à? Ninja 4. Về thêm được hai chiếc Ninja 4. Chiếc này thì nó là 2019. Biển số 67 của An Giang, đi 16.000 cây. Cái màu này bên ngoài ấy, là cái màu dán tem trùm. Dán bộ tem trùm khá là đẹp. Nó hơi bị chắc anh. Bộ tem trùm đẹp khá đẹp. Có lên thêm chống đổ với đèn trợ sáng và bát đút gầm Boaka. Con này thì sẽ để cho nhau một mức giá là 89 triệu. 89 triệu. Tổng cộng giờ thì có 3 con Ninja 4 thì mình sẽ giới thiệu luôn. Con này mới về luôn ạ? Con này thì nó là con về được vài ngày rồi. Chiếc này thì nó là 2020, chạy được 20.000 cây, biển Phú Yên. Cái con này mình đang bán là 92 triệu. 92 triệu. Đây, anh em mình vào trong này còn xe mới về nữa. Đó, xe bữa nay lại hơi đông đảo nó lại một tí ha. Phần khối lớn nó cũng có. Này. Rồi, CBR. Con này mới về, nó là biển số 81 của Gia Lai, chạy được 17.000. Và con này thì sẽ để cho anh em là 46 triệu. 46. Thôi, con bên này. Con này thì nó là biển số 83 của Sóc Trăng. Con này chạy được 27.000 và sẽ để cho anh em là 43 triệu. 43. Còn đây, trước đây là biển số 47 của Đắk Lắk, bọc keo nguyên con, đi 12.000. Con này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá là 46 triệu. Đúng không? Cái giá này mình đọc là đã là giá giảm rồi anh em. Tại vì đã giảm trong giảm 20. Cái sự kiện mà 2 triệu là kéo dài tới 34. Ok. Đây, anh em nhìn bảng giá ha. Con này anh em nhìn này. 48 này giảm ghi luôn à? 48 giảm còn 46 chưa ghi. Chưa ghi. Rồi 15 VM thì bữa nay còn con à? Còn đúng một con thôi, xe mới. Mới à? Đúng rồi. Con này thì sẽ để cho anh em là 77 triệu bao VAT. V4 thì bán rồi. À V gì bán luôn à? Bán luôn rồi. Không anh em không. Anh em cứ cân nhắc ha. Nhiều anh em bảo gì? Rồi 15M bữa kêu thói con nó quen quen thì tất nhiên nó quen, nó đi thì nó quen. Quay lại thì bán liền không? Rồi, trong này có mấy con nữa này. Ở đây có vài con mới về, nhưng mà mình sẽ tí nữa R15 sẽ quay lại một lượt luôn. Okay. Có vài con mới về thì tí nữa giới thiệu hết một loạt rồi. Con GZ này cũng đẹp phết anh. GZ này nó là biển số 66 Đồng Tháp mà nó là xe 2018. Nhưng mà cái dàn xì của nó mức giá nó là 47 triệu. Không phải. Con này dàn xì đẹp thật. Rồi. Okay. Ở đây thì có thêm cái MT15. MT15. MT này hiện tại thì mình đang có 7 chiếc và đang có giá dao động từ 44 cho đến là 53. Hết xăng mất rồi. Chiếc này thì đi mới có 8.000 cây thôi. Biển số 66 Đồng Tháp, bọc keo nguyên con. Và con này nó là 2020, sẽ để cho anh em là 48 triệu. 48. Ở đây có con Su Verix. Con này mới chạy có 1.000 cây. Hôm qua, mới về hôm qua mà nó không có tem. Mới dán lại cái bộ tem. Con này thì nó là 2021. Đi được 1.800 cây. Và con này thì sẽ để cho anh em là nó hết xăng luôn. Con này sẽ để cho anh em là 39 triệu. 39. Dòng Su này rất nhiều thì nó đang có dao động từ 24 là rẻ nhất, nếu con này là cao nhất.
Còn tầm trung thì chỉ có 28, 29, 27 đủ loại giá. Rồi, Ninja 4 nữa này anh em. Ninja 4 này thì nó là biển số 86 của Bình Thuận, chạy được 27.000 cây. Thì con này sẽ để cho nhau mà mức giá là 88 triệu. 88? 88 triệu. Thế là còn 88, ngoài kia cũng 88. 88, 89 và 92. Ok, 4 con. Đây rồi, CB. Hôm nay thì mới về con CB, cái này gọi là CB rồi hả? 1.000. 1.000 á. Nó là xe 2007. Đấy, biển số 93 của Bình Phước. Giấy tờ bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ hết. Con này nó lên cái gì ta? Chả biết cái cục này là cục gì. Anh em. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá chỉ có 99 triệu thôi. 99 triệu. Nó là xe 2007. Và tất nhiên với cái đời này ấy, thì nó đã làm máy rồi anh em nhé. Nhưng mà mấy cái dòng này nó mắc hơn cái loại mà CBR mới với anh. CBR 600 hả? Ờ. CBR gì? Không, ý là nếu mà cái loại này mà cái mẫu mới mà của 1.000 á. À, thì nó là rất mắc rồi. À, nó nếu mà nó mắc không? Đúng không? Đúng rồi. Mắc nhất cái bản SP. Rồi anh em mình đi quay R15V3. Ok. Rồi, chiếc này đi. Chiếc này nó là biển số 92 của Quảng Nam, chạy 1.400 cây. Và chiếc này bữa nay đang giảm xuống là còn 47. 1.400 cây. Ok. Còn bên này, con tiếp theo thì biển 65 Cần Thơ. Con này thì đang giảm xuống là còn 41. Nó là xe 2022. Con này chạy 6.000 cây. Rồi. Con tiếp theo đây thì nó là biển số 60 Đồng Nai. Con này chạy 8.000. Và sẽ giảm xuống còn 39. Đấy. Con bên trong này thì biển số Phú Yên. Con này thì đi được 20.000 cây. Và giảm xuống còn 39 triệu. Nó là 2022 nha. Con tiếp theo của 2022 nữa. Con này biển 67 An Giang, chạy 21.000. Bữa nay còn lại là 39. Còn tiếp theo đây, hơi chật. Con này nó là biển số 89 của Hưng Yên, cũng chạy 1.400 cây. Và giảm xuống là còn 47 triệu. 47. Rồi. Còn bên này. Còn bên đây thì nó là biển số 67 An Giang. Con này đi 11.100 cây. Giảm xuống còn 41. Rồi, còn mấy con này? Mấy con này là toàn mới về thôi. Thì mình sẽ quay mấy con trong này trước. Con này là biển số 48 của Đắk Nông, đi 14.500 cây. Giảm xuống còn 41 triệu. Rồi, con này? Con này 2020 biển Đắk Lắk. Con này đi 5.000 và đang giảm xuống là còn 41 luôn. 41. Rồi. Còn kế bên đây nó là biển số Sài Gòn. Biển Sài Gòn nó là 2020. Thì con này chạy 8.300 cây. Đang giảm xuống là còn 39. 39. Rồi. Con tiếp theo, con này chắc cũng là biển Sài Gòn luôn này. Đúng rồi. Con này thì nó đi được 11.300 cây. Thì đang giảm xuống là còn 38. 38. Rồi. Con tiếp theo thì con này cũng chạy hơn chục ngàn cây. Biển Bình Thuận cũng đang giảm xuống còn 38 triệu. Ok. 2020 rồi. Đấy. Màu xanh. Rồi. Đây có màu xanh bạc nữa. Con này là biển số Sài Gòn, đi 5.000 cây. Con này đang giảm xuống còn 45 triệu. 45. Xe 2022. Màu đen. Rồi. Màu đen thì biển 47 Đắk Lắk, đi 9.000 cây. Thì sẽ giảm xuống cho anh em còn 38. Ok. Rồi. Còn tiếp theo biển 68 của Kiên Giang. Con này thì đang giảm xuống còn 40 này. Xe 2022 này. Ở đây có một chiếc nữa. Chiếc này nó là biển số 47 Đắk Lắk, đi 24.000 cây thì đang giảm xuống là còn 36. Rồi. Bên ngoài này thì có mấy con này là mới về. Mới về thì mình áp luôn cái giá bán và sẽ không có giảm thêm. Những con nào mới về thì mình sẽ ghi đằng sau, mặt sau là không giảm nhé. Con này nó là 2021, chạy hơn chục ngàn cây. 41 triệu, biển Đồng Nai. Ok, con này. Đây là con biển số 60 của Đồng, 61 của Bình Dương, đi 14.000 cây. Con đấy thì giá là 39. 39. 2020. Con này 41 triệu. Con này biển 67 An Giang. Con này chạy được
4.407 cây. Rồi. Con đen này mới về luôn. Con này đi 6.000 cây. Con này đang rút hồ sơ, nó là biển số 61 của Bình Dương, 6.000 cây. Thì con này sẽ để cho anh em là 41 triệu. Nhé. Ok. 41. Rồi, rồi, con này. Biển 62 của Long An. Con này thì sẽ để cho anh em là 38, chạy 10.000. Con này. Con này biển 67 An Giang, chạy hơn 2.000 cây, xe 2022. Thì con này sẽ để cho anh em là 47. 47. Rồi, bên này. Này. Con này chạy được ba mấy ngàn. 33.000 cây thì sẽ để cho anh em một cái mức giá là 37 triệu. 37. Con này. Rồi. Con đây biển số Sài Gòn, con này độ cái mặt nạ, độ BOAK, độ chống đổ. Biển Sài Gòn đi 12.000 cây và sẽ giảm xuống cho anh em còn 43. 43. Rồi. Biển số 60 Đồng Nai, con này 2022. Con này đi 8.600 cây và sẽ giảm xuống cho anh em còn 43. Đấy. Con bên đây thì biển 48 của Đắk Nông và con này đang giảm xuống là còn 38. Đi 9.300 cây mà bây giờ có 38 củ luôn. Tất cả những cái đồng hồ này là báo chuẩn Odo nhé. Còn xe mới hiện tại mình đang giảm xuống còn có 56 bao VAT. Gần như là rỉ nhất Bình Dương luôn anh em. Đó. Rồi. Ở đây CB. Có mẫu CB150R, con này đi 7.000 cây, biển Tây Ninh, biển thành phố của Tây Ninh và con này sẽ để cho anh em là 65 triệu. 65. Rồi, anh em rồi lên phía trên nha anh em. Đó mọi người nhìn đi. Tính ra là bữa xả đi thì giảm có 2 triệu thôi mà bán số lượng rất là nhiều luôn. Nếu mà tính từ hôm bắt đầu giảm là hôm thứ 6 đến giờ thì nó phải đi khoảng trên 40 xe. À, đi. Nó, khu vực này với khu vực trên là trống nhiều lắm. À. Này. Quá ghê. Rồi, tiếp tục. Con này ra. Con này nó là biển số 67 An Giang. Đi được 9.000 cây và đang giảm xuống còn 38 triệu. 38. Con bên trong xong. 2021 biển Cà Mau đi hơn 20.000 cây. Này đang giảm còn 39. Con biển 71 Bến Tre này chạy khoảng 40.000 cây. Và con này thì đang giảm xuống còn 30 mấy nhỉ? 37 à 34 à? 34. Đấy 34. Đây. Con xanh đen này thì nó là biển số 60 Đồng Nai và con này đang có mức giá là 39 triệu. Nó đi được 8.100 cây 2020. Con này biển số 59 của Sài Gòn, con này thì đang giảm xuống còn 40 triệu. Con này đi có 6.000 thôi. Đấy. Con bên trong này biển số Sài Gòn đi 3.800 cây mà đang giảm xuống còn 42. Đi 3.000 mấy cây. Con màu đen kia là biển Tây Ninh, đi hơn 2.000 cây. Con đấy mới về sau thì giá của nó là 44. Đấy. 44. Màu vàng đen. Vàng đen này thì nó là 2019 biển Kiên Giang đang rút hồ sơ. Thì con này đang giảm xuống là còn có 36. 36. 36. Tiếp tục. Con này màu thì, đen luôn. Đen nhãn tem vàng. Đang giảm xuống còn 34. 34. Rồi, rồi. Con bên trong này biển Sun DB tiếp. 2020 và đang giảm xuống còn 37 triệu. Con này chạy được hơn chục ngàn, 15-16 ngàn. Ở đây có một chiếc biển số Sài Gòn nữa. Đi 25.000 cây, con này là biển 81 Gia Lai. Đúng rồi, biển 83 Sóc Trăng, con này đang giảm xuống còn 37. 37. Rồi, tiếp tục con, màu. Con này biển 93 Bình Phước 2019 thì đang giảm xuống còn 36. 36. Con này chạy được gần 40 mấy ngàn cây. Con này màu vàng xám này anh em mà dán keo trong này nhìn nó bóng luôn. Đúng rồi. Con này thì đang giảm xuống là còn lại là 33. 35 đúng còn 33 đúng không? Biển sẵn. Rồi. Con kế đây, con này biển xanh số đen. Sài Gòn luôn. Con này thì đi 15.000 cây và đang giảm xuống còn 37. Ok, lên này quay xuống nữa nào. Rồi. Tiếp tục màu đen này. Màu đen này thì nó biển số 67 An Giang và đang giảm xuống là còn 38 triệu. 38. Nó đi được chưa đến chục ngàn cây đâu. Ok. Con đây thì biển số 67 An Giang đi 6.000 và đang giảm xuống còn 39. 39. Rồi, con tiếp theo. Con này biển 37 Nghệ An, xe đăng ký năm 2020 và con này đang giảm xuống còn 38 triệu, đi 10.000 cây.
biển số 71 của Bến Tre. Con này thì nó chạy được hơn 30.000 và đang giảm xuống còn có 31 thôi. Đó. Con tiếp theo thì nó là Độ Bô Sang Lửa, biển số 95 Hậu Giang. Con này chạy hơn 40.000 và đang giảm xuống còn 33 triệu. 33. Rồi. 33, bữa nay là 33 rẻ nhất hay là 31 ta? 31 rẻ nhất. À, 31 rẻ nhất. Nếu mà như con 31 chả hạn thì anh em mua góp chuẩn bị khoảng 3-4 triệu góp. 3-4 triệu là nhận được nhưng xe. Nhưng để mà mình góp được những cái con nó hơn một chút á, anh em cứ cầm theo 7-8 triệu. Nhiều khi mình không góp được chiếc này, mình góp chiếc khác. Tầm 8 triệu là anh em có thể là tha hồ lựa chọn rồi. Đúng đó. Rồi. Rồi. Con này nó là 2020, chạy được đô 50.000 ấy. 49.000, 800 rồi. Con này thì đang giảm xuống là còn có 33 thôi. 33. Rồi. Con này tem trùm này anh em. Con tem trùm này biển số 84 của Trà Vinh thì đang giảm xuống còn 37. 37. Tiếp tục màu xanh đen. Con này là biển số 81 của Gia Lai, đi 27.000 cây, giảm xuống còn 36, 2020. Rồi. Ở đây thì biển Sài Gòn 12.500 cây và đang giảm xuống còn 38 triệu. 38. Rồi, bên này là 2019 biển Sài Gòn, con này chạy hơn 60.000 cây. 69.700 cây. Và con này đang giảm xuống còn 31. 31. Còn bên trong kia là biển số 94 của Bạc Liêu, con đấy thì đang giảm xuống còn 36, xe 2020. Con này chạy hơn 30.000 cây. Rồi, đen nhám. Đen nhám này biển số 47 Đắk Lắk, đi 9.000 cây. Con này đang giảm xuống là còn 39. Ok, đen nhám bên trong. Còn bên trong này thì đi có 45.000 cây thôi. Đang rút hồ sơ và con này thì sẽ để cho anh em là 43. 43. Rồi, trong này nữa. Con đây là biển 68 của Kiên Giang, thì con này từ 37 sẽ giảm xuống cho anh em còn 35. 35. À, là 35. Ok, con này. Con bên đây thì biển số 69 của Cà Mau cũng chạy hơn 30.000 và giá bữa nay còn 36 triệu. 36. Rồi, CBR bữa nay mẫu này thì cũng chỉ còn lại 5 chiếc. Con này biển số Sài Gòn và nó chạy được 42.900 cây, bữa nay còn 32 triệu. 32. Còn con rẻ nhất, nhất vẫn này là 28. Đấy. Con tiếp theo biển số Đồng Nai, con này cũng chạy hơn 40.000 và giá cũng là 32 triệu. Đâu rẻ nhất này bao giá là 28. 28. Ok. Đúng. Con đây thì nó là biển số 60 của Đồng Nai. Con này thì xe đi được như mới mười mấy ngàn. Ấy. Mười tám ngàn và con này thì sẽ để cho anh em là 34 triệu. Ok. Rẹp son tiếp. Rẹp son biển số 62 của Long An, con này chạy 13.000 cây và sẽ để cho anh em là 36 triệu. Đấy. Phía bên này thì mình còn một con CBR Thái. CBR Thái thì hiện tại con đấy đang giảm xuống còn có 21 triệu. 21 triệu. 21 nha anh em. Anh em xem video mà thấy con nào hợp lý, ưng ý, cần tư vấn thêm, anh em cứ alo. Rồi, xin chào, okay, tất cả anh em nhé. Ok.